Lý do gái ế. Thầy ơi, con tốt tính, nết na, thí mị, đảm đang thế này mà sao vẫn ế? Sợ. Giáo sư Thông Thái. Giáo sư chưa hỏi, nơi đâu làm đàn ông quên ăn quên ngủ ạ? À? Hàng phụ nữ. Chỗ nào dễ kiếm tiền nhất ạ? À? Hàng phụ nữ. Chỗ nào có hai mùa là mùa khô và mùa ẩm ướt ạ? À? Hàng phụ nữ. Sân bóng nào có cỏ mà không có cầu thủ ạ? À? Hàng phụ nữ. Chuyện thầm kín thời tiền sử. Không một ai biết về chuyện của chúng ta đâu. Tình mẹ. Con cố gắng học hành, mẹ sắp về rồi đây. Thật là một người mẹ tốt. Đéo học để chạy xe ôm như thằng này à? Địch mẹ, mày đang đùa hả? Nỗi lòng người đàn ông. Chồng đi chợ giúp em nhé. Đàn ông không đi chợ. À, thích làm việc đàn ông à, thế thì lên giường quất luôn và ngay. Thôi được rồi, tiền đi chợ đâu. Truyền bá nội công. Ta sẽ truyền cho con công lực mấy chục năm tu luyện của ta. Đa tạ sư phụ. Không cần khách sáo, muốn nhận bao nhiêu công lực mau chọn đi. Wow. Vũ khí khổng lồ. Đệ không hiểu Dương quá có gì hơn đệ. Để coi nào. Đuôi chuột à? What the fuck? Bài học muộn màng. Wow, Điêu huynh bá vãi. Đệ hiểu rồi, đệ sẽ cố gắng. Tí bảo nó đặt nốt quả đồi bên kia nhé. Bà nội chăm chỉ. Bà đan cái đó để làm gì vậy ạ? Bà đan để kiếm thêm tiền cháu ạ. Địch mẹ, nôn hết tiền ra đây cho tao.